công ty cổ phần xi măng Công Thanh tuyển dụng nhân viên lái xe mỏ dấu C. Từ một công ty ban đầu với các dịch vụ chủ yếu là sản xuất clinker và cho thuê xe trộn bê tông, cho đến nay, công ty xi măng Công Thanh đã phát triển mạnh và trở thành tập đoàn Công Thanh với 9 công ty thành viên, các sản phẩm và dịch vụ chính của tập đoàn: xi măng, nhiệt điện, phân đạm, vận tải, khách sạn, resort, sân golf. Hiện công ty đang cần tuyển dụng 20 nhân viên lái xe mỏ dấu C. Mô tả công việc: lái xe vận chuyển đất, đá, quặng sắt từ các mỏ, mỏ đá vôi, mỏ ba rang, mỏ sét về nhà máy. Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn. Quyền lợi được hưởng: mức lương cạnh tranh theo năng lực và vị trí công việc. Chế độ nhà ở, ăn ca, các chế độ thưởng theo thỏa ước lao động tập thể vào các dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 2 tháng 9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước và các phúc lợi của công ty. Yêu cầu công việc: nam, lái xe hạng C, kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong nghề, nhiệt tình, có sức khỏe tốt, ưu tiên người có kinh nghiệm về lái xe tại các mỏ, đá, sét, ba giang. Yêu cầu hồ sơ: đơn xin việc và tóm tắt quá trình công tác, sơ yếu lý lịch của bản thân, photo công chứng, bằng cấp, chứng chỉ, photo công chứng, giấy khai sinh, một ảnh 3x4, giấy khám sức khỏe, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, photo công chứng, xác nhận của công an xã nơi cư trú về nhân thân. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc email về phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần xi măng Công Thanh, văn phòng Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 2/14, 16, Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Email: humanresource@congthanhgroup.com hoặc mai.ngo@congthanhgroup.com. Số điện thoại liên hệ: 028 3915 1606. Gặp anh Tâm hoặc chị Mai. Hạn nộp hồ sơ: ngày 8 tháng 2 năm 2018.